3, 2, 1, điểm. Nhìn giống thành Long không? Gì vậy? Nhìn là anh mất cười quá. Nhìn giống thành Long không? Nhìn cái mũi đi. Anh nhìn cái mặt anh đi, chuyển đi. Rồi, chuẩn bị nha. Con không mà mày mở luôn không? Không luôn. Mà không đi mà mở. Ừ. Rồi, chuẩn bị nè, máy chạy nè. 3, 2, 1, diễn. Chị ơi, mở cửa giùm em với. Em quên chìa khóa rồi. Em nói em về rồi. Rồi sao em? Mẹ, anh mặc đồ vô đi. Chưa mở cửa sổ đi. Cái gì? Chắc. Em ra hết luôn nha. Ra ngoài khung luôn rồi. Em ra hết luôn nha. Lúc này nói một câu xong rồi tự hiểu mà. Rồi vòng nói chị trên giường thôi, có lúc mà hỏi xuống nhìn thôi, không cần hành động nữa. Phải không? Mất gì phải cho hành động là bộ gì này cho tao hiểu là anh gài quần. Gài quần cho hiểu, đừng mở này ra. Mở ra cho mở sớm. Hành động đi. Hay là anh nhảy qua cửa sổ đi. Em điên hả? Toàn năm năm nhảy chết chết. Sao? Không sao em. Em biết rồi. Anh mặc đồ vô đi, rồi nghe em nói nè. No. Đừng nói vậy, em thấy mặc đồ. Đừng có nói nữa, em nói là anh có cách này. Đúng rồi, đổi giọng rồi. Em nói vậy là anh sẽ mặc đồ. Em kiểu như tin rằng nước có ý nghĩ ra. Anh bình tĩnh đi, em có cách này. Em thấy ổng không có mất bình tĩnh. Chỉ có em mất bình tĩnh. Vậy chị của em, ủa em mất bình tĩnh hơn anh chứ. Đúng rồi, ổng không có bình tĩnh đúng không? Em thấy anh đâu có mất bình tĩnh đâu. Anh đang bình tĩnh thôi. Em giữ tay ổng lại xong rồi em sát thôi, sát đầu luôn nói. Mà em kêu anh bình tĩnh đi. Ở cái câu thôi, câu bình tĩnh. Vậy em nên nhớ là em cái nhân vật này là em đang diễn. Em đang giả không? Do ổng vô cái thế này. Thật ra là em biết nhỏ kia về trước rồi. Đâu em nên diễn thôi, giả bộ thôi. Em nghe là Phúc đi, Phúc nó có về nữa. Gì? Rồi, chuẩn bị nha. Nói đi quen sao đây. Được chưa? Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Hay là anh nhảy qua cửa sổ đi. Em khùng á, tầm 5 năm nhảy chết. Giờ sao em? Anh bình tĩnh đi, nghe em nói nè. Thôi đi. Em nói là nói gì? Em có cách này. Được rồi. Rồi lại nha. Em cách này thì không đi. Nghe em nói này là em phải nói chứ. Nghe em nói thì em nghĩ là tới luôn hoài luôn. Em có cách này là ngưng. Còn nếu nói thì phải nói. Xong. Em cố nha. Rồi em cố nha.